ơi. Hả? Có các bác đến thăm hỏi nhà ông đây này. Chào các bác ạ. Chào bác. Quý hóa quá. Các bác ra tận ruộng thăm bà con chúng tôi thế này, bà con chúng tôi cảm động lắm đấy ạ. Nghe nói ông nhận khoán 2 mẫu. Nhà có bao nhiêu người mà nhận nhiều thế? Dạ 5 bác ạ. Dạ cũng hơi vất vả một chút đấy ạ. Mỗi người mà nhận đến 4 xào kể cũng vất thật đấy. Bà nhà tôi làm khỏe lắm, gấp rưỡi gấp đôi người khác đấy bác ạ. Thế còn một cháu nữa đâu? Dạ cháu ra gánh thóc về. Tôi đã phân công rành mạch, 3 người gặt, 1 người chuyển lúa về. Cũng may là anh của chúng nó đang chiến đấu trong Nam. Thế hả? Cho nên thằng em được hoãn đi đợt sau. Thêm được 1 suất lao động bác ạ. 2 mẫu của bác năm nay được bao nhiêu? Mỗi xào được tạ 7, tạ 8 gì đó. Cứ thế nhân lên là biết bác ạ. Vâng. Bác thấy cách thức làm ăn hiện nay như thế nào? Còn phải nói ạ. Trước đây chúng tôi như chim bị nhốt lồng, chủ cho hạt thóc nào là nhặt hạt đấy. Bây giờ thì thỏa sức bay đi kiếm ăn, sướng lắm các bác ạ. Kiếm ăn nhưng phải đúng chỗ, đừng có bay lung tung kẻo bị bắt lại đấy. Vâng, chúng tôi biết chứ ạ. Trước đây cứ nói hợp tác xã là nhà, nhưng cái nhà nó rột từ nóc rột xuống. Còn bây giờ chúng tôi đang sống ở cái nhà khang trang, nên phải biết giữ gìn, làm sao cho nó ngày càng thêm đẹp bác ạ. Đúng vậy đấy. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết nhiều điều hay. Bây giờ chúng tôi đi để ông tiếp tục gặt nhé. Vâng, xin chào 2 bác. Và chào cô bí thư ạ. Chào bà con nhé. Vâng, chào mọi người ạ. Bà con. Vâng, chào chú. Vâng, chào cô. Em chào anh ạ. Vâng, chào cô. Vâng, chào các bác. Lúa tốt quá nhỉ. Vâng. Chào các bác ạ. Bà đi gặt rồi đấy ạ. Vâng, chào bà. Chào bác bí thư. Cố lên nhá. Thực hiện chế độ khoán trắng có nảy sinh vấn đề gì không? Nói chung là rất tốt. Bà con gắn bó với ruộng ở hợp tác xã, không kém gì đất phần trăm của mình. Chỉ có điều chúng em hơi suy nghĩ. Đó là các hộ neo đơn, có tất cả 29 hộ neo đơn. Khoán trắng khiến các hộ này gặp không ít khó khăn vì thiếu lao động, nên thu nhập sẽ thấp hơn các gia đình khác. Có hộ như ông bà Khơi thì đều yếu cả, nên nhận khoán xong thì nhờ con cháu đến làm giúp. Ngày mai ban quản trị sẽ cử 5 người đến gặp giúp ạ. Cần phải quan tâm và giải quyết những vấn đề này ngay trong vụ sen canh và vụ chiêm tới đây. Nếu không giải quyết tốt sẽ nảy sinh sự thiếu công bằng. Các cậu định giải quyết việc này như thế nào? Dạ có 2 cách ạ. Cách thứ nhất là gom các hộ neo đơn lại, tổ chức khoán nhóm như trước đây để các hộ tương trợ lẫn nhau. Cách thứ hai là tổ chức các đội tình nguyện của thanh niên giúp các gia đình neo đơn lúc vào thời vụ. Chúng em cũng chỉ mới khơi ra vậy chứ chưa bàn kỹ ạ. Hôm trước em có báo việc này với cả chị bí thư huyện ủy. Theo chị Chi thì nên khôi phục hình thức khoán nhóm cho các hộ neo đơn. Theo tớ nên tiến hành đồng thời cả 2 cách. Các anh cần quan tâm chỉ đạo tốt việc làm này, kẻo không dễ thành sơ hở để những người phản đối vin vào đó phê phán việc làm của tỉnh ủy. Em nghĩ các hộ neo đơn đang muốn trở về với hình thức khoán nhóm. Bà Ngật, cô Hoang và bà Lăng đang tụ tập nhau thành một nhóm để vần công cho nhau. Tuy 3 người có diện tích khoán khác nhau, nhưng họ không so bì mà vẫn vui vẻ làm cùng với nhau đấy ạ. Trường hợp 2 vợ chồng đều già yếu như ông Khơi có nhiều không? Chỉ có nhà ông Khơi thôi ạ. 2 ông bà này tuy chưa già nhưng đều ốm yếu. Họ lại chỉ có 1 mụn con gái mà lại lấy chồng tít ở tận Lâm Phương cơ. Vụ cày bừa này hợp tác xã đều cử người làm giúp. Tốt. 2 mẹ con cô ấy về thì chỉ lo cấy giúp thôi ạ. Còn ông bà thì lo chăm sóc.
vào vụ gặt đã hơn tuần nay rồi mà vẫn chưa thấy cô con gái về, nên chúng em đã cử 5 người đến gặt đập giúp. Còn phơi phóng thì ông bà tự lo ạ. Phải có phương hướng lâu dài cho từng chào các neo bác đơn. Chào anh. Không thể chữa cháy theo cái kiểu như vậy đâu. Cô Chi cần phải quan tâm và chỉ đạo việc này nhé. Vâng ạ. Các ông ấy đi rồi hả? Đi rồi, chỉ tiếc là phải xa anh Sắc. Không biết mọi chuyện đã đến tai anh Trung Chính chưa? Nghe thì cứ nghe, chúng ta có làm gì sai đâu mà sợ. Biết là thế nhưng chú không được chủ quan. Đã đành là mình không sai, nhưng mình có quyền quyết định đâu. Nhân dân sẽ phán xử. Nhân dân là vị quan tòa công bằng nhất. Ngoài ra còn có lịch sử nữa chị. Nói thật với chị nhé, hôm xuống hợp tác xã Gia Đạo, thấy bà con ôm bó lúa nặng trĩu, mặt mày rạng rỡ, tôi mừng đến rơi nước mắt. Xem ra chuyện 5 tấn 7 tấn mà báo chí nói đến cũng không quá khó. Nếu cứ mạnh dạn, giao đất cho người nông dân tự làm. Anh và chị Thường, bàn về chuyện hợp tác xã đấy à? Đã ngồi ở đây, không bàn về hợp tác xã thì nói chuyện gì? Tình hình gặt hái ở trên Linh Sơn thế nào? Chừng một tuần nữa thì thu hoạch xong anh ạ. Năng suất ra sao? Đạt được 3 tấn nhưng hợp tác xã Cao Sơn thì không nhiều. Phổ biến là 2 tấn đến 2 tấn rưỡi thôi. Huyện miền núi, được như vậy cũng là tốt lắm rồi. Báo cáo bí thư. Có việc gì không? Thưa bí thư, có điện tối mật của Trung ương. Chúng em vừa nhận và dịch xong ạ. Mời bí thư xem ạ. Có ai biết chưa? Dạ chưa. Chúng em giữ nguyên tắc của cơ yếu, điền gửi chỗ ai chỉ người ấy được xem ạ. Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé. Vâng ạ, em xin phép em đi ạ. Điện gì thế? Anh Trung Chính sẽ về làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bao giờ? Chiều ngày mùng 6. Ông ấy sẽ về sớm trước nửa buổi để làm việc với Ban Thường vụ. Ông yêu cầu triệu tập từ Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan đầu ngành của tỉnh để nghe ông nói chuyện. Gọi tay Thạch trưởng ty công an qua để giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ nhé. Vâng. Ta họp thường vụ ngay bây giờ nhé. Tôi thấy chẳng cần phải triệu tập họp thường vụ đảng ủy đâu. Chỗ ăn ở thì giao cho chú Sâm, tránh văn phòng. Nói với chú Quốc, gọi trưởng ty công an đến, bàn bạc về công tác bảo vệ, thế là xong. Đúng đấy, tôi thấy chúng ta cũng không nên họp thường vụ. Lần này anh Trung Chính lên, chắc là để nói về nghị quyết 86 và những việc làm của các hợp tác xã diễn ra bấy lâu nay. Tôi thấy anh nên dành thời gian để suy nghĩ, để nếu anh có hỏi ấy, thì còn biết mà trình bày. Có gì mà phải suy nghĩ? Tôi nghĩ lâu nay chúng ta nghĩ gì, làm gì thì cứ thế mà nói, miễn là không nói dối là được. Cậu Đô đi đâu rồi nhỉ? Chú tìm cậu Đô để làm gì? Tôi muốn nhờ cậu ấy gọi tay Sâm xuống đây để làm việc.
Để tôi đi gọi cho. Vâng. Tự nhiên tôi thấy lo quá anh ạ. Dạ, bí thư cho gọi tôi ạ. Ừ, cậu ngồi uống nước đã, rồi tôi sẽ giao việc cho cậu. Vâng ạ. Có 3 việc. Thứ nhất, triệu tập ngay các bí thư huyện ủy, các tỉnh ủy viên và cán bộ đầu ngành của tỉnh. 6:30 sáng ngày mùng 7, có mặt tại hội trường tỉnh để họp. Không ai được phép vắng mặt. Vâng ạ. Thứ hai, cho quét tước dọn dẹp căn nhà mà các phái viên đã ở trước đây. Cho sạch sẽ, gọn gàng để tiếp khách. Thứ ba, sửa sang các hầm trú ẩn xung quanh khu nhà khách cho sạch sẽ. Và nhớ thường xuyên kiểm tra xem có rắn rết trong hầm hay không. À, còn bộ salon để ở trong phòng ông Đỗ, còn đó hay đã trả nhà khách rồi? Dạ, tôi đã cho đưa về phòng khách tỉnh ủy rồi ạ. Ừ. Cho đặt lại như cũ, nhớ đánh vét ni cho thật đàng hoàng. Đây là phòng của lãnh đạo cao cấp ở, nên cậu phải để mắt đến một chút. Vâng ạ. Ông ấy cẩn thận và kỹ tính lắm. Ai thế ạ? Chỉ được báo như vậy, không biết là ai đâu. Dạ, bí thư vừa nói, ông ấy kỹ tính lắm, sao lại không biết ạ? Dạ, thế khách ở lại bao ngày, ăn uống thế nào ạ? Trước mắt, cứ lo một buổi chiều, một tối và cả ngày hôm sau. Còn có ở lại thêm hay không, thì chờ đoàn lên mới biết được. Chẳng biết ăn uống thế nào đây. Mà cũng không biết đoàn có bao nhiêu người để tính toán. Tôi cứ chuẩn bị 10 suất ăn, thừa thiếu thế nào tính sau được không ạ? Thế cũng được. Còn việc gì nữa không ạ? Nếu nhớ ra việc gì tôi sẽ nói với cậu. À này, nhưng cậu nhớ công tác bảo mật phòng gian phải làm cho cẩn thận đấy. Không được để cho anh chị em trong cơ quan bàn tán đoán non đoán già. Vâng ạ. Ừ. Dạ, xin phép bí thư ạ. Ừ.